Thưa quý vị, như truyền hình thông tấn đã phản ánh trong các bản tin trước đây, thì tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều diễn ra nghiêm trọng ở một số địa phương thuộc huyện Gia Lâm của thành phố Hà Nội trong một thời gian dài. Thế nhưng đến nay thì không hiểu sao vẫn không bị xử lý. Mặc dù Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các nghị quyết, quyết định quy trách nhiệm cho người đứng đầu. Vi phạm thì vẫn tiếp tục diễn ra, bất chấp sự chỉ đạo của các cơ quan cấp trên. Đây là những gì đang diễn ra tại khu vực bãi sông Hồng thuộc địa bàn xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. 5 trạm trộn bê tông nhựa nóng của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Sơn hoạt động rầm rộ, cùng với đó là lượng lớn xe quá tải trọng chạy trên đê. Thế nhưng, chính quyền địa phương thì cho rằng những trạm trộn của công ty Nam Sơn đã bị dừng hoạt động. Còn hiện tại thì Ủy ban Nhân dân thì chúng tôi cũng phối hợp với các đội nghiệp vụ của công an huyện để thường xuyên kiểm tra giám sát cái việc chấp hành của công ty Nam Sơn. Thế thì hiện tại thì là các cái trạm trộn đã dừng hoạt động, không có cái việc hoạt động. Tại văn bản số 1780 ngày 7 tháng 6 năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm nêu rõ, phê bình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đặng Xá trong việc chậm thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến năm 2023 về xử lý vi phạm tại bãi trung chuyển vật liệu xây dựng Bến Lời, hoàn thành báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. Nếu không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế giải tỏa vi phạm theo quy định. Thế nhưng đến nay, việc xử lý các vi phạm vẫn đang dậm chân tại chỗ. Trao đổi với phóng viên truyền hình thông tấn, lãnh đạo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội cho rằng việc xử lý vi phạm thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân thành phố đã quy định rất rõ và gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương. Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn thành phố đã được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành tại quyết định số 15 năm 2020, cũng như là phải gắn cái trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra vi phạm nhưng không được xử lý. Cái viên gạch nền móng, xây cái móng đầu tiên, đấy, chúng ta đình chỉ, chúng ta kiên quyết làm dứt điểm thì nó không sẽ phát sinh tiếp theo, và cái việc xử lý nó cũng đơn giản, dễ dàng hơn. Chứ khi mà đã để vi phạm mà từ xây cái móng người ta hình thành cả một cái công trình, đúng không ạ, thì nó lại thành câu chuyện xử lý càng khó khăn, phức tạp, và cái mức độ tác động đến cái an toàn đê điều thoát lũ ngày càng lớn. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hà Nội là địa phương có số vi phạm về đê điều nhiều nhất trên cả nước. Trong vòng 5 năm trở lại đây, tại Hà Nội đã xảy ra 458 vụ vi phạm pháp luật về đê điều, trong đó thành phố mới xử lý được 76 vụ và còn tồn đọng đến 382 vụ. Đó là biểu hiện của tình trạng buông lỏng quản lý, nể nang, né tránh, chưa kiên quyết xử lý theo đúng trách nhiệm được giao của người đứng đầu chính quyền địa phương.